Namo Chúng ta qua tiếp bài kinh số 2 là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Sư nhắc lại một chút xíu về bài kinh Căn Bản Pháp Môn. Đó là do chúng sanh chưa có được cái sự nhận thức đúng đắn của một bậc thánh, cho nên họ hoàn toàn sử dụng cái trí tưởng tượng từ đời cho đến đạo, cho đến khi đó mà chúng sanh bắt đầu học đạo thì họ lại dùng cái trí tưởng tượng đó để họ đem vào đạo. Và trong kinh Căn Bản Pháp Môn, Đức Phật gọi đó là thân kiến. Thân kiến là vấn đề lớn nhất của chúng sanh. Nhưng mà cái bài kinh đầu tiên Đức Phật chỉ dừng ở đó thôi. Đức Phật dừng ở đó là để chi? Để cho chúng sanh thấy là cái phạm vi của phàm phu thì nó khác cái phạm vi tri kiến của các bậc thánh. Từ đó đó, khi mà học, sau khi mà xong bài kinh đầu tiên, 500 vị tỳ kheo xứ Lý Cha Quy, 500 vị đó không hiểu. Chính vì không hiểu như vậy đó, các vị ấy mới diệt trừ cái ngã mạn. Tại vì quý vị biết rồi, trước đó 500 vị tỳ kheo cho rằng Phật biết cái gì mình biết cái đó, chắc trí tuệ của Phật cũng như trí tuệ của mình đấy. Và cái vấn đề của bài kinh Căn Bản Pháp Môn sẽ được giải quyết ở bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, tức là Đức Phật hướng dẫn những cách để mà chấm dứt thân kiến, hoặc nói một cách khác, đó là những phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc. Đấy. Về cái tựa đề bài kinh á, thì không có gì để nói, bởi vì dịch rất là chính xác rồi. Đấy. Là tất cả những lậu hoặc. Cái ý nghĩa của từ lậu hoặc á, sư đã giải thích ở bài kinh trước rồi. Cho nên là để tiết kiệm thời gian thì sư sẽ không có nhắc lại nữa. Sư cũng bỏ qua luôn cái phần dẫn nhập. Sư bỏ qua luôn cái phần dẫn nhập. Và quý vị đã có ở trên tay ít nhất là 3 bản. Một cái là bản dịch của Ngài Minh Châu, thứ hai là bản dịch của Đại Đức Thiện Hảo. Bản dịch của Ngài Minh Châu thì quý vị biết rồi, bản dịch Đại Đức Thiện Hảo thì có một điểm sáng, đó là Đại Đức dịch sát cái nghĩa của từ Pali và có song ngữ Pali đối chiếu, cũng như có những cái phần từ vựng. Do đó đó, những cái từ mà sư cho viết lên bản là những cái từ nhấn mạnh thôi, còn cụ thể những từ đó là có sẵn ở trong cái bản dịch của Đại Đức Thiện Hảo rồi. Ngoài ra quý vị còn có một cái bản, đó là cái bản chú giải bằng hoàn toàn bằng tiếng Pali. Cái bản chú giải này đó là sư tóm tắt lại, sư rút gọn những cái mà sư sử dụng để sư giảng trong cái buổi học ngày hôm nay. Đương nhiên là nó không có đầy đủ. Quý vị nếu muốn cái bản chú giải đầy đủ á, thì quý vị vui lòng copy một cái đoạn ở trong đây tìm ha, nó sẽ ra cho quý vị một cái bản chú giải đầy đủ. Ở đây sư chỉ giải thích những cái từ ngữ, những cái nghĩa mà ở trong kinh ấy, và trong chú giải sẽ giải thích ha. Rồi chúng ta qua cái đoạn thứ 15, bắt đầu qua cái đoạn thứ 15. Bởi vì cái đoạn 14 là cái phần dẫn nhập thì bỏ qua. Đoạn thứ 15 thì Ngài Chánh Thân Ngài có dịch một cái đoạn nó như thế này là: Này các tỳ kheo,
Ta nói về sự cạn kiệt các lậu hoặc, cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, không phải cho người không thấy. Đấy. Thì quý vị đánh dấu cái từ là Asawa năng khai văn. Thì cái Asawa đó nó là lậu hoặc. Còn cái khai giá có nghĩa là gì? Khai giá có nghĩa là cái sự suy vi, sự hao mòn, sự hủy hoại, sự điêu tàn, hoặc là sự hoàn thành. Do đó khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói là ta nói cho các ông ấy, cái phương pháp để mà làm cho các cái lậu hoặc ấy, nó được cạn kiệt, nó được đoạn diệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái phương pháp tu tập này là phương pháp đi thẳng đến Niết Bàn. Bởi vì trong chú giải đó, cái từ Asawa Khá Giá đó chỉ cho sự cạn kiệt những cái ô nhiễm mà ai hoặc là như thế nào mới có tư cách gọi là các ô nhiễm bị đoạn diệt, thì chỉ có các bậc A-la-hán thôi. Do đó đó, khi mà Đức Phật nói rằng Ngài dạy cho chúng ta cái phương pháp đoạn diệt các lậu hoặc, hoặc là làm cho cạn kiệt các lậu hoặc, tức là Đức Phật đang hướng dẫn chúng ta cái phương pháp để mà đạt đến Niết Bàn. Sư đã nói ngay từ đầu, Trung Bộ Kinh là một tập hợp những bài kinh thiên về phương pháp thực hành đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Nó ít những cái bài nhắc đến cái chuyện sinh hoạt ở thế gian của cư sĩ. Do đó đó, quý vị sẽ thấy một cái tinh thần pháp hành rất là lớn ở trong Trung Bộ Kinh, đặc biệt là trong cái bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Nhưng mà kẹt một nỗi đó, hàng cư sĩ, nhiều người họ nghĩ là cái chuyện mà giải thoát giác ngộ chắc cách tôi xa lắm, bây giờ tôi còn lo cơm gạo áo tiền, còn lo các bổn phận nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con, nhắc tới giải thoát giác ngộ nó xa lắm. Đấy, mà cái chuyện đó, chuyện tu chắc dành cho mấy thầy mấy cô thôi. Vì vậy đó mà những cái vị giảng sư, những vị giáo thọ sư khi mà dạy kinh Trung Bộ thì bắt buộc là các ngài phải pha loãng ra để mà hướng những cái vấn đề làm sao đó để dính dáng tới cư sĩ, dính dáng tới những người mà có tóc á, để quý vị thấy là kinh Tạng có nhắc tới mình, chứ còn không nhắc tới mình là quý vị đứng dậy quý vị về hết. Đấy. Tuy nhiên, nhắc cho quý vị nhớ như thế này, hàng cư sĩ thời Đức Phật á vẫn có những vị chứng thánh rất là nhiều. Ha, vẫn có những vị thánh cư sĩ, tức là các cái phương pháp mà đoạn trừ những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm này nè, hàng cư sĩ vẫn có thể thực hành, chứ không phải là chỉ dành riêng cho các bậc tăng ni, dành cho các thầy các cô. Hơn nữa, sư nhắc quý vị nhớ như thế này, khổ thì không phải là chỉ có tu sĩ, mấy sư, mấy thầy, mấy cô mới khổ. Hàng cư sĩ quý vị vẫn khổ như ai. Đấy, vấn đề đừng nói chỉ có mấy thầy mấy cô mới có vấn đề, hàng cư sĩ quý vị vấn đề còn nhiều hơn nữa. Do đó, tại sao chúng ta mặc dù á, nghèo muốn chết mà vẫn thích xem kinh nghiệm của những cái vị tỷ phú, họ làm sao để họ trở thành tỷ phú? Có khi mình nói là cái chuyện tỷ phú mình xa lắm, nhưng ít nhất có cái để mình học hỏi, đúng không? Có cái để học hỏi. Quý vị thường nghe những câu như là Chắc Ma, ông Chắc Ma ông nói một câu gì đó, chúng ta trích đoạn chúng ta thấy nó có lý. Chúng ta trích đoạn một câu của Bill Gates, chúng ta nghe chúng ta thấy có lý, để chúng ta có thể áp dụng vào đời sống của chúng ta. Cái chuyện tu cũng vậy. Mặc dù đó, tinh thần của bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc là dành cho những người hướng đến sự tu tập đưa đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà quý vị những người có tóc ấy,
vẫn hoàn toàn có thể đọc theo đó, noi theo đó để ứng dụng, để giải quyết những cái vấn đề cá nhân của mỗi người khi mà quý vị trôi lăn trong dòng sanh tử của đời sống tại gia cư sĩ. Và thế nào là nói cho người biết và thấy, chứ không phải cho người không biết và không thấy. Thì cái người biết và người thấy ở đây đó, ở trong chú giải thì nói là hai từ này đều có chung một ý nghĩa, nhưng mà cái văn tự thì khác nhau. Tuy nhiên đó, ở đây nói đến cái khía cạnh của trí. Đó là gì? Người có trí thấy rõ vấn đề bằng trí tuệ. Người có trí tuệ đó thấy rõ vấn đề bằng trí tuệ. Do đó ở đây Đức Phật dạy cho người biết và thấy, chứ không phải dạy cho người không biết và không thấy. Ở đây: và này các tỳ kheo, trong khi biết cái gì, trong khi thấy cái gì, thì có sự cạn kiệt các lậu hoặc cho người ấy, sự tác ý đúng đường lối và sự tác ý không đúng đường lối. Tức là đó, chúng ta thấy cái gì, chúng ta biết cái gì mà các lậu hoặc, những cái ô nhiễm của chúng ta đó được giải quyết, được giải quyết ha. Phải thấy cái gì, phải biết cái gì. Đó là chúng ta thấy thế nào là sự tác ý đúng đường lối và thế nào là sự tác ý không đúng đường lối. Và các bản dịch cổ thì dùng là từ như lý tác ý, có nghĩa là thế nào là như lý tác ý và thế nào là không như lý tác ý. Thì cái yoniso manasikara đó dịch là như lý tác ý. Thì cái yoniso nghĩa là gì? Yoniso nghĩa là cái sự khéo léo, hoặc là khôn ngoan, hoặc là hợp lý, hoặc là đúng đắn. Manasa tức là tâm hoặc là ý. Còn cái kara tức là hành động. Thường chúng ta không hiểu là tác ý, tác ý là cái gì. Tại vì ý tức là cái tâm của mình ấy, cái suy nghĩ ấy, tức là cái ý. Còn cái kara tức là cái từ cá rô tí, tức là hành động, tức cái hành động của ý. Thì cái hành động á, hành động á, thì các ngài dùng cái từ là tác. Tác tức là làm ha, tác tức là làm, tức là hành động. Mà cái tâm của chúng ta, cái ý chúng ta hành động. Thì khi mà cái tâm, cái ý chúng ta hoạt động á, nó làm việc á, thì nó là cái gì? Nó là sự suy nghĩ. Chỉ vậy thôi. Nó là sự suy tư, nó là sự tư duy, nó là sự xem xét. Đây. Thì tác ý đó tức là cái hành động của ý. Cái ý mình làm việc, nó làm cái gì? Nó làm cái việc là suy nghĩ, làm cái việc là suy tư, làm cái việc là suy xét. Đây. Cho nên ở đây đó, sư tạm dịch là cái yoniso manasikara, mà các ngài dịch là như lý tác ý đó. Chúng ta có thể dùng một từ khác dễ hiểu hơn, đó là gì? Sự suy tư đúng đường lối, hoặc là sự suy tư hợp lý, hoặc là sự suy nghĩ đúng đắn. Thì nó đều như nhau hết. Ở trong chú giải đó, thì như thế nào là như lý tác ý? Thôi bây giờ sư tạm dùng cái từ như lý tác ý đi ha. Như thế nào là yoniso manasika đó? Tức là cái gì? Tức là sự nhìn thấy đúng bản chất của vấn đề. Sự thật nó như thế nào thì thấy nó đúng như thế đó. Cái gì là vô thường thì thấy nó vô thường. Cái gì là khổ thì thấy nó là khổ. Cái gì là vô ngã thì thấy nó là vô ngã. Thì đó là sự suy tư hợp lý. Ngoài ra, sự suy tư hợp lý còn được dùng ở một vài khía cạnh khác. Nhưng mà cái hiểu tổng quan á, hiểu tổng quan về cái từ là như lý tác ý thì nó là như vậy. Và khi chúng ta như lý tác ý đó, tức là chúng ta thường xuyên chú tâm vào đó, thường xuyên suy nghĩ về điều đó,
chứ không phải là thoáng một cái suy nghĩ thoáng qua các hành là vô thường, hoặc là đây là khổ xong rồi thôi, chúng ta lại tiếp tục trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, thì đó không gọi là như lý tác ý. Mà như lý tác ý ở đây đó, hoặc là suy tư hợp lý, tức là cái sự suy tư đó phải được kéo dài một cách liên tục. Chúng ta phải thường xuyên, chúng ta suy tư phải thường xuyên, chúng ta ưu tư thường xuyên, chúng ta suy ngẫm suy nghĩ về cái vấn đề đó. Còn đó, thế nào là phi như lý tác ý? Tức là sự suy tư không hợp lý. Mà suy tư như thế nào là không hợp lý? Cái gì là vô thường, chúng ta lại coi nó là vĩnh cửu. Cái gì là khổ, chúng ta lại coi nó là vui. Cái gì là vô ngã, chúng ta lại coi nó là ta, là của ta. Thì đó được gọi là phi như lý tác ý, hoặc là sự suy tư không hợp lý. Tại sao gọi là suy tư không hợp lý? Ví dụ như cái tuổi thọ, cái tuổi trẻ chúng ta vốn dĩ nó là vô thường, nó chỉ có chừng đó bao nhiêu nó đó năm thôi, rồi sau đó nó sẽ biến hoại, nó sẽ biến mất, nó sẽ già, nó sẽ bệnh, nó sẽ chết. Nhưng mình cứ tin tưởng là cái tuổi trẻ mình cứ trẻ hoài, thì đó là sự suy tư không hợp lý, tại vì nó không đúng sự thật. Hoặc là hôm nay chúng ta soi gương, hoặc là chúng ta chụp hình, chúng ta post lên trên mạng, thiên hạ vào khen quá trời, và chúng ta nghĩ là chúng ta đẹp, và chúng ta ráng làm sao chúng ta giữ cái đẹp đó nó còn hoài, thì chính cái đó là sự suy tư không hợp lý. Đấy. Nhưng mà cái sự mà như lý tác ý và không như lý tác ý đó sẽ nói rõ hơn ở cái phần sau ha, sẽ nói rõ hơn các phần sau. Cho nên Đức Phật nói đó, này các tỳ kheo, đối với người có cái sự suy tư không đúng, không đúng đường lối, thì những cái ô nhiễm chưa có nó sẽ có, và những ô nhiễm mà đã có nó sẽ tăng trưởng. Hay nói một cách khác, chính vì chúng ta suy tư không có đúng đắn, chúng ta suy tư một cách không hợp lý, cho nên những cái phiền não, những cái buồn phiền, những cái phiền muộn nào mà chưa có nó sẽ có, những cái phiền não nào mà nó đã có rồi, nó đang tồn tại, nó sẽ càng lúc càng tăng trưởng. Còn nếu như chúng ta đó học được cái cách suy tư hợp lý, thì những cái phiền não, những cái buồn phiền, những cái phiền muộn nào chưa có thì nó sẽ không có, và nếu như nó đang có thì nó sẽ đi đến cái chỗ biến mất. Cho nên Đức Phật dạy là ở đây chúng ta có 7 phương pháp để giải quyết những cái vấn đề của mỗi chúng ta trên con đường tu tập đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Đấy, có những cái vấn đề chúng ta có thể giải quyết bằng cái tri kiến, có những vấn đề chúng ta có thể giải quyết bằng cái sự thu thúc, có những vấn đề chúng ta có thể giải quyết nhờ sự áp dụng, có những vấn đề chúng ta có thể giải quyết bằng sự kham nhẫn, có những vấn đề chúng ta cần phải giải quyết bằng cái sự xa lánh, và có những vấn đề chúng ta phải giải quyết nhờ sự trừ diệt, và có những vấn đề chúng ta phải giải quyết bằng sự tu tập. Cho nên tùy theo mỗi trường hợp khác nhau mà chúng ta sẽ có cách giải quyết khác nhau. Mà ở đời đó gọi đó là cái sự khéo léo ứng xử, khéo léo cư xử. Hoặc là trong cái nhà Phật á, thì chúng ta gọi là đó là cách giải quyết của bậc trí. Do đó quý vị thấy là tại sao Đức Phật suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài nói rất là nhiều bài kinh,
mà Ngài không phải là Ngài chỉ nói một bài kinh thôi vào dùng cho tất cả mọi người. Tại vì sao? Bởi vì mỗi kiểu chúng sanh có những vấn đề khác nhau, mỗi một kiểu chúng sanh có những suy tư không giống nhau, mỗi một kiểu chúng sanh phải có cách giải quyết khác nhau. Đấy, cho nên trong Phật giáo không có cái gọi là thuốc trị bá bệnh. Xin lấy ví dụ nha, phương pháp tùy niệm Phật dùng để giải quyết những vấn đề, ví dụ như lo sợ, sợ hãi, tùy niệm Phật hết sợ hãi. Nhưng mà chúng ta đang đói bụng, đang đói gần chết, đem ra niệm Phật là chật lất. Nhìn mấy cô đẹp quá, đang hấp dẫn mình, tham dục đang nổi lên, niệm Phật chật lất. Người ta đang chửi mình, người ta đang đánh mình, niệm Phật chật lất. Phải có cách giải quyết khác nhau cho những vấn đề khác nhau. Do đó mới có bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, để chúng ta có được cách giải quyết của bậc trí. Xin lấy ví dụ, chúng ta nấu ăn ấy, quý vị đa số ở đây là phụ nữ, đàn ông thì đôi khi bây giờ cũng vào bếp. Nấu ăn chúng ta cần phải có nồi, có chảo, rồi có tô, có dĩa, có muỗng, rồi có cái vá, rồi có đủ thứ đồ nghề hết. Thì chúng ta nấu ăn mới thoải mái được, mới thoải mái được. Còn xin thưa, chúng ta chỉ có một cái bát inox thôi, một cái bát inox thôi, kêu anh nấu ăn đi, muối không có, đường không có, bột ngọt không có, không có một cái gì hết, đòi quý vị nấu làm sao? Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải có cái cách giải quyết của bậc trí dành cho mỗi vấn đề khác nhau. Nhờ như vậy đó, khi đối diện những cái vấn đề, chúng ta có những cách cư xử linh hoạt. Đầu tiên thì Đức Phật hướng dẫn là có những cái vấn đề chúng ta có thể giải quyết bằng cái tri kiến. Thì cái Dasana đó, Dasana Hán dịch là kiến, và cái từ gốc của Pali đó có nghĩa là thấy, có nghĩa là thấy. Nhưng mà ngoài cái nghĩa đó, nó còn có ý nghĩa là sự suy tư, sự suy xét. Có đôi chỗ đó còn thêm cái từ nha ná, tức là phải suy xét bằng trí tuệ. Phải dùng cái trí tuệ của anh ấy để anh suy xét, anh nhìn nhận vấn đề. Chứ bản thân anh nhìn không, nó chưa đủ. Cho nên ở đây Đức Phật nói là trong Chánh Kinh, hàng phàm phu chúng ta đó, do không biết cái gì nên suy tư và cái gì không nên suy tư, cái gì nên suy nghĩ, nên chú ý, cái gì không nên suy nghĩ, không nên chú ý. Cho nên cái cần suy nghĩ mình lại không suy nghĩ, mà cái không cần suy nghĩ mình lại đi suy nghĩ. Vì vậy những vấn đề đối với phàm phu vô số, cái gì chưa có thì nó sẽ có, vấn đề nào đang có thì nó càng lúc nó càng tăng trưởng. Đấy. Và cái gì đó, cái gì mà chúng ta không cần suy tư mà chúng ta lại đi suy tư? Cái gì? Tức là những cái gì đó mà nó khiến cho dục lậu chưa sanh khởi thì sanh khởi, đã sanh khởi thì tăng trưởng. Cái gì, chúng ta suy tư cái gì mà nó khiến cho hữu lậu chưa sanh khởi thì sanh khởi, mà đã sanh khởi thì tăng trưởng. Chúng ta suy nghĩ cái gì mà khiến cho vô minh lậu chưa sanh khởi thì sanh khởi rồi thì nó tăng trưởng. Ở đây đó, theo chú giải thì tức là như thế nào? Tức là khi mà chúng ta suy tư về cái chuyện hưởng thụ những cái lạc thú giác quan, tức là hưởng thụ về những cái căn vật chất của mình ấy, mắt thích nhìn, tai thích nghe, mũi thích ngửi, lưỡi thích nếm, thân thích xúc chạm, ý thích suy tư. Thì khi chúng ta suy nghĩ nhiều về cái sự hưởng thụ của các lạc thú giác quan ấy, thì các cái dục nó sẽ sanh khởi.
nó sẽ xuất hiện. Chưa có, chưa xuất hiện nó sẽ xuất hiện, mà xuất hiện rồi thì nó sẽ tăng trưởng. Xin lấy ví dụ như chúng ta đi trên đường thấy cái bảng đại hạ giá. Vốn dĩ chúng ta không có nhu cầu mua đâu, nhưng mà thấy nó đại hạ giá thôi mua đi, rồi biết đâu sau này mình xài. Thì chính cái suy nghĩ đó người ta mới bán được hàng. Mà chúng ta không biết được rằng khi chúng ta nhìn thấy cái bảng đại hạ giá đó là cái tham dục nó sanh khởi rồi. Cặp mắt thấy cảnh sanh dục sanh khởi. Có một anh cư sĩ, anh kể một câu chuyện, sư không biết nên vui hay nên buồn. Đó là anh hỏi một cái cô bạn đồng nghiệp á, hỏi ủa chị mua cái iPhone đời mới này đó để làm cái gì? Thì bà nói thì để chụp hình, rồi để lướt Facebook, rồi xem phim. Đã mới hỏi ủa nếu mà chị chỉ làm bao nhiêu đó chuyện không thôi, chị tốn chi mấy chục triệu vậy? Trong khi đó một năm sau, hai năm sau nó đổi kiểu mới là chị bỏ, chị mua cái mới, phí tiền. Đây, nhưng mà do thích, thấy nó quảng cáo, thấy nó tưng bốc, thành ra chúng ta đa phần chúng ta mua một cái gì đó, chúng ta chọn một cái gì đó do chúng ta thích nhiều hơn là do chúng ta cần. Mà chính bởi vì cái chuyện chúng ta thích nhiều hơn chúng ta cần á, chúng ta lãng phí, xài không hết, xài không hết. Mà sư ví von giống như là chúng ta thích mua một chiếc xe Mercedes hay là chiếc xe Ferrari để mà ra đầu ngõ mua bó rau về xài là đủ rồi. Phàm phu chúng ta là như vậy. Hoặc là có những cô, bây giờ chắc có một số anh nữa, trang điểm, rất là thích trang điểm. Và cái bàn trang điểm của họ là đầy đủ. Sư nhìn vô là sư không biết cái gì nó ra cái gì, mà họ nhìn vô họ nói rõ vành vách tác dụng của từng lọ, mà nó đầy lọ chảnh, không biết họ xài sao mà xài cho hết, không biết. Thôi cái đó là cái phạm vi, cái thế giới của quý vị. Nhưng cái vấn đề như thế này, có những cô cổ trang điểm, cổ chụp hình, cổ chỉnh chân dung, cổ bóp chỗ này, cổ bóp chỗ kia, rồi cổ đưa lên, cổ nói đại khái là bây giờ buồn quá, hoặc là đại khái là tôi muốn được hạnh phúc. Đấy, hoặc là anh ở đâu là bao giờ anh tới rước em, hoặc là đại loại như vậy. Tức là họ có nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc, nhưng họ không thấy được một vấn đề. Mà sư không lẽ bây giờ một ông tu sĩ mà vào trong đó comment nó kỳ quá. Tức là chừng nào mà quý vị bỏ được cái tật selfie đi, quý vị sẽ được hạnh phúc. Quý vị bỏ được cái chuyện trang điểm đi, quý vị sẽ được hạnh phúc. Bỏ được cái chuyện tự chụp hình, tự đăng lên mạng, quý vị sẽ được hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì khi quý vị bỏ được mấy cái đó là quý vị bỏ được cái tham dục. Cái vấn đề của phàm phu chúng ta là ở chỗ đó. Tham dục nó xuất hiện, chúng ta không biết. Chúng ta ham thích trang điểm, chúng ta ham thích cho người khác thấy cái sự đẹp của chúng ta, và chúng ta ham thích sự ngợi khen của người khác. Cái tham dục nằm ngay đó mà không biết. Và chính cái đó nó khiến cho chúng ta phiền não. Sư có đọc một cái status tiếng Anh. Một cái cô, cổ cũng cái kiểu mà chụp hình khoe thân như vậy, cổ đăng lên còn gì đáng buồn hơn. Thì một cái bà chắc cũng nhìn cái mặt chắc cũng 50, 50, 60, nói còn chứ. Một cô gái phải lạy lục cầu xin sự chú ý của người khác, nó còn buồn hơn nữa em con. Không biết quý vị có hiểu được cái câu đó không? Đấy. Và đó là những cái vấn đề của phàm phu chúng ta. Đấy. Hoặc là cái chuyện vợ chồng. Có khi đó chê ông chồng thì chê bà vợ già,
Bà vợ thì tới cái tuổi nào đó thì chê ông chồng như con gà mái. Và thế là vấn đề nó phát sinh. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái vấn đề là do các cái dục, dục nó chi phối. Sư đang nói ở đây là đang nói về ngũ dục của chúng ta đấy. Nói một cách khác về ngũ dục của chúng ta đấy, tài sắc danh thực thùy. Đấy. Quý vị biết là Ngài Chánh Thân khi mà nghiên cứu về cái lịch sử Ấn Độ thấy một điểm rất là thú vị. Tức là giai cấp Bà La Môn vẫn có vợ, khi mà chưa xuất gia giai cấp Bà La Môn họ vẫn có thể họ lấy vợ, thậm chí là lấy nhiều bà vợ là đằng khác. Nhưng có một điểm như thế này, họ chỉ đi đến với người vợ của họ mỗi tháng chỉ có từ 1 đến 2 lần mà thôi. Bởi vì họ nói như thế này, cái con bò đó, cái con bò đực nó gần gũi con bò cái, mỗi tháng chỉ có 1 đến 2 lần thôi. Mà nếu loài người đó mà nhiều hơn số lần đó thì không bằng con thú. Cho nên các dục hồi xưa đó nó nhẹ hơn chúng ta rất nhiều. Phàm phu chúng ta bây giờ dục nó kinh khủng lắm. Đừng bắt sư kể nha, tự quý vị biết. Đấy. Cho nên mới có chuyện ông chồng hoặc bà vợ vì không thỏa mãn được đối phương mà đối phương lấy cái cớ đó mà đi ngoại tình. Hoặc là chê ông chồng mình già, hoặc là chê bà vợ mình già, thấy người khác đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Vấn đề là cái dục của chúng ta không thấy. Từ cái dục nó chi phối mà chúng ta không thấy, không giải quyết được vấn đề, nó mới đẻ ra những cái chuyện là đánh ghen, đẻ ra mấy chuyện là tan đàn xẻ nghé. Cũng do dục mà ra. Đấy. Hoặc là thậm chí đối với hàng tu sĩ cũng vậy, mấy sư, mấy thầy, mấy cô cũng vậy. Ngay cho đến cái sự khen ngợi và sự kính trọng, bản thân nó cũng là chất độc mà có khi mình không biết. Cái hồi mà mới xuất gia, hồi mới tu, gặp Phật tử họ cúi chào mình ngại lắm, chào lại ngại lắm. Nhưng mà nó kẹt cái là ở lâu riết nó quen. Họ chào mình riết mình quen. Rồi tới hồi mà mình đi ngang qua ai đó, người ta không chào mình thấy nó nhột. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó mà mình không biết. Cái ngã mạn, cái tham dục mình xuất hiện, nó không biết, mình không biết. Rồi mình cứ nghĩ mình là một cái gì đó. Ở đạo Thiên Chúa đó có một cái câu chuyện ngụ ngôn. Tức là cái con lừa nó chở một hôm ở trong cái lễ hội, nó được kéo cái xe chở cái tượng Đức Mẹ Maria. Thiên hạ quỳ lại tung hô. Nó cảm thấy hãnh diện và nó dừng lại để nó cho người ta quỳ lại nó. Thì cái người nài xe đó đánh con lừa, nói đồ con lừa, người ta lạy cái tượng ở trên đầu mà chứ có phải lạy mày đâu. Chúng ta phàm phu cũng vậy, có những khi người ta kính trọng mình là vì cái ghế mà mình đang ngồi, vì mình có cái gì đó cho người ta lợi dụng, vì cái chức vụ, cái quyền hạn của mình. Hoặc như tu sĩ, người ta kính mình chỉ bởi vì mình đang ở trong vị trí vai trò của một vị xuất gia tu sĩ. Chứ còn mình hoàng tục, mình về đời là nó cũng đâu có khác gì người đời. Và xin thưa quý vị, đừng có nghĩ là mấy ông sư là chắc cũng là trong sạch thanh tịnh, cũng ghê gớm lắm. Mấy sư cũng có phiền não của mấy sư. Cư sĩ có phiền não của cư sĩ, mà tu sĩ có phiền não của tu sĩ. Và ai cũng đang nỗ lực để giải quyết những vấn đề của mình. Chẳng qua là tu sĩ, các sư, các thầy, các cô có nhiều thời gian hơn quý vị.
có nhiều thời gian để suy ngẫm về giáo pháp, được cái cơ hội nghĩ nhiều về giáo pháp. Để chi? Để lấy cái giáo pháp đó giải quyết vấn đề của mình. Chứ vấn đề ai cũng có vấn đề hết. Những cái dục nãy giờ sư nói tu sĩ cũng có, chứ không nói gì tới cư sĩ. Có đôi khi, sư xin lỗi, mình lỡ mình cần một món đồ, cần một món đồ, bắt đầu là từ cái món đồ mình cần đó đó, nó kéo mình chạy một hồi là mình mua cái thứ mà nó giá gấp 10 lần cái thứ mình cần không chừng. Hoặc là mình đang cần có một món thôi, nhưng mà nó kéo một hồi là mình mua một chục món. Xin nói cái chuyện của tu sĩ thứ thiệt nha, chứ còn mà cái thứ dở dở thì sư không nói. Tức là có một vị đó, ngày ngày ôm bát đi khất thực, sống ở trong hang. Một hôm vị ấy thấy cái y của mình bị rách, và thấy là con chuột nó phá, không biết sao đó mà chuột nó phá. Mà bây giờ sư cũng đang rất là phiền, chuột thì không có mà gián có, không lẽ giờ mình giết nó thì đâu có được, ông thầy tu đâu có được giết con này con kia, đuổi nó đi nó nhớ mùi nó lại quay trở lại. Thì cái vị tu sĩ này cũng có gặp cái vấn đề đối với chuột, và vị này mới nghĩ là bây giờ chắc phải có con mèo để đuổi chuột, đuổi thôi chứ không phải ăn thịt gì hết, chỉ là đuổi chuột thôi. Thì khi vị này đi vào làng khất thực thì vị này có cái suy nghĩ là cần con mèo. Ai chưa từng đi khất thực không bao giờ tưởng tượng được một chuyện này. Chỉ cần quý vị có tu một chút xíu thôi nha, sư không nói là tu hành ngon lành cái gì hết, chỉ cần có tu một chút xíu thôi, cái chuyện đi khất thực mà quý vị muốn cái gì á, nó dễ được cái đó lắm. Tinh thông tùy, chỉ những người đi khất thực mới biết. Hôm rồi một vị sư, sư dẫn một vị sư bạn đi khất thực. Vị này là một vị sư khách, khách tới thôi, nhưng mà thấy đi khất thực thì hoan hỷ quá, nói ngày mai sư dẫn tôi đi với nha. Nói sao thú, ngày mai sư đi chung với tôi. Ngày mai sư dắt vị này đi, đi một cái đoạn đường. Tới hồi về đó, vị này lấy một cái gói chè ra, vị này ăn. Và vị này kể, trời ơi mừng quá sư, thèm chè muốn chết luôn mà hôm nay là có người cúng. Sư mới hết hồn, sư nói cái này phước của sư á. Tại vì sao? Cái con đường này tôi đi khất thực từ xưa tới giờ chưa bao giờ người ta cúng chè. Mà cái con đường người ta cúng chè là con đường khác chứ không phải con đường này. Mà không biết vì lý do gì cái con người đó họ không, lúc đó họ không ở bên đường bên kia mà họ đi qua đường bên này họ cúng chè mình. Ai không đi khất thực không cảm nhận được cái chuyện này. Có nhiều cái nó rụng rời tay chân lắm. Thì cái vị tu sĩ này cũng vậy, vị này có cái nhu cầu là cần con mèo, và thế là vị này có con mèo. Thì sau khi vị này có con mèo thì vị này, mèo không lẽ để nó ăn chuột tội nghiệp nó, chỉ cần nó kêu meo meo để nó đuổi chuột thôi, chứ không cần nó bắt chuột nó ăn. Cho nên vị này mới có suy nghĩ là chắc phải có sữa để nuôi con mèo. Là từ cái chuyện là chuột nó cắn y cho nên là cần con mèo, và bây giờ coi cần, do có con mèo cho nên cần sữa để nuôi con mèo. Và thế là vị này mỗi ngày đi khất thực lại kiếm sữa để nuôi con mèo. Và xin riết rồi thì vị này thấy cũng ngại, đi xin mà thôi không bằng mình chủ động, thôi phải chi mà bây giờ có con bò nó dắt sữa cho con mèo uống thì đỡ biết mấy, đỡ phải đi xin. Và thế là vị này có con bò để mà dắt sữa cho con mèo, để con mèo đuổi con chuột, để con chuột khỏi cắn y. Rồi khi mà vị này có con bò rồi, vị này bắt đầu suy nghĩ là bò nó phải ăn cỏ chứ không lẽ giờ bắt nó ăn cỏ nhà người ta. Thế là vị này cần một cái khoảnh ruộng để mà có cỏ cho bò ăn. Và vị này đi khất thực như thế nào đó lại có một cái mảnh ruộng. Và nhờ như vậy vị này có ruộng để có cỏ cho con bò, để con bò cho sữa con mèo, để con mèo nó đủ con chuột, để con chuột nó khỏi cắn y. Rồi tới hồi mà vị này thấy bây giờ mình lo mình tu chứ không lẽ giờ mình lo mình ngò mình chăn bò,
thì chắc cũng phải có một anh để anh lo anh cắt cỏ anh chăn bò chứ. Thế là lại cần một cái anh hầu, một cái anh cư sĩ để mà phụ giúp cái chuyện mà chăn bò, phụ cái chuyện cắt cỏ cho bò ăn, để bò cho sữa con mèo, để con mèo nó đủ chuột để chuột khỏi cắn y. Và rồi vị này suy nghĩ là bây giờ có cư sĩ rồi, không lẽ họ ở chung chỗ với mình, phải bắt đầu xây chỗ cho nó ở chứ. Nhưng mà cái vấn đề vị này xin nhiều quá, dân làng người ta bắt đầu người ta sợ. Từ đó trở đi thấy mặt cái vị này ở đâu người ta né. Thậm chí có đôi khi thấy người nào mặc áo vàng ấy, giống cái màu y, người ta tưởng là cái vị thầy này tới rồi vị này cũng né luôn. Thậm chí tới mức mà người ta thấy con bò đi ngang mà thấy cái dáng màu vàng là người ta cũng né. Rồi cho đến một hôm một anh cư sĩ, một cái vị hộ độ đến gặp vị này, thấy vị này đang lây hoay lợp cái mái nhà, hỏi là bạch thầy, thầy đang làm gì đó. Đấy, vị này mới trả lời, thì tôi đang lợp cái mái nhà để cho cái anh cư sĩ anh ở. Anh ở là để anh có chỗ, rồi anh đi anh cắt cỏ cho con bò, rồi để con bò nó cho sữa con mèo, để con mèo nó đuổi con chuột, để con chuột nó đỡ cắn y. Thì khi vị này nói tới đây, vị này hết hồn. Chỉ có mỗi một cái chỗ mà con chuột nó cắn cái y thôi mà nó đẻ ra nhiều chuyện tới như vậy. Mình không biết, cái dục nó xui khiến mình không biết. Từ đó vị này thôi, người đi đường người, bò đi đường bò, mèo đi đường mèo, trả hết, trả hết. Mừng quá. Một buổi sáng nọ, mở mắt ra thấy y có lỗ thủng. Vị này mỉm cười, lấy cái kim chỉ vá y, tiếp tục đi khất thực. Thấy chưa? Cái dục nó xui khiến, có khi tu sĩ, đừng có nói tu sĩ, nó khác cư sĩ. Mình bị xui khiến hồi nào mình không hay. Đấy. Cho đến cái chuyện là ăn uống. Hồi xưa ở một cái thiền viện Việt Nam mình đây nè, có một vị thầy trước khi xuất gia là cái vị đầu bếp nhà hàng năm sao đó, nấu ăn giỏi lắm. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà thầy lại không có vào cái ban là ban nấu bếp. Tại vì một phần là cũng có lẽ là các vị Bắc truyền, các vị khó hiểu cái này. Nhưng mà theo luật ấy, thì khi mà mình ở đời mình đã làm nghề gì rồi thì vào ở trong đạo ấy, nên tránh làm nghề đó. Để chi vậy? Nó quen tay. Ở ngoài đời nấu ăn rồi, vô chùa nấu ăn nữa, thì đời với đạo nó khác nhau ở chỗ nào? Thành ra nên tránh. Cái này là Đức Phật có nhắc ở trong tạng luật. Vị này không nấu ăn, nhưng mà cái lưỡi hoàng đế nó vẫn còn ở đó. Nghĩa là sao? Tới hồi huynh đệ mà làm lên bài tiệc, lên để lên món này món kia, vị này nếm, cái này phải chi thêm chút muối nó ngon biết mấy, cái này thiếu hành, hoặc là cái món này sao mà cho đường nó hơi nhiều. Tức là cái món gì ngày nào mà đem lên là vị này cũng có vấn đề với cái món đó hết. Tức là tại sao không thêm cái này một chút, không bớt cái kia một chút, nó ngon biết mấy mà mấy con người này không chịu làm. Và chính cái phiền não nó thôi thúc mà mình không biết. Cái dục nó ngay ở đó mà mình không biết. Một hôm Phật tử họ trai tăng cúng dường, vị này vừa nếm một muỗng, coi như là nó rung mà từ chân mà lên tới đầu. Ngon quá, ngon hơn vị thầy này nấu nữa. Mà ngặt nổi là cái cô đó cổ cũng trẻ. Rồi thế là từ cái chuyện là cái cô này cổ nấu ngon hơn cái vị thầy này, mà vị thầy này hoàng tục mà về ở với cổ hồi nào không hay. Đấy, nó cũng có cái lưỡi không thôi. Để quý vị thấy, đừng có nghĩ cái chuyện ăn nó đơn giản, sư tư không đơn giản. Cái dục nó sanh khởi hồi nào mình không hay.
mà ai chưa xuất gia thì không bao giờ trải nghiệm được chuyện này. Cái chuyện ăn uống ngó vậy cho nó nghiêm trọng với mấy ông thầy tu lắm. Vấn đề ăn uống, riêng cái vấn đề ăn uống có đôi khi nó lớn chuyện chứ không phải không. Đấy, cho đến cái chuyện mà ngủ nghỉ, bản thân nó cũng là cái tham dục mà mình không biết. Mà cũng cái chuyện này chắc có lẽ cư sĩ quý vị không có trải nghiệm nhiều như là mấy ông thầy tu. Suy nghĩ mấy thầy mấy cô từng trải qua cái trạng thái là phải trước giờ đánh kẽn cai phạn mà được 5 phút, 10 phút mà mình kịp chợp mắt nó cũng là hạnh phúc. Có những khi thiếu ngủ tới mức đó. Đấy, mà bản thân ấy, nhiều người họ chịu không nổi. Và các cái dục ấy, cái ham muốn ngủ nghỉ ấy, chính cái chỗ đó nó đánh bại chúng ta mà chúng ta không biết. Cho nên đó là cái dục lậu đó quý vị. Dục lậu, sự ham muốn hưởng thụ những cái lạc thú giác quan, chính những cái đó là cái lậu hoặc, là cái ô nhiễm, là cái vấn đề của phàm phu chúng ta. Quý vị thử nghĩ coi có cái vấn đề gì của mình mà nó không đi ra từ sự ham muốn hay không. Mà chính bởi vì sự ham muốn nó mới đẻ ra vấn đề. Còn hữu lậu là gì? Xin nhắc lại, trong chú giải, hữu lậu đó là sự ham muốn, cái sự suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ theo cái cách nào đó mà chúng ta ham, còn ham thích cái sự tái sanh, nhất là sanh về cái nhàn cảnh, tức là tái sanh về cảnh giới chư thiên, hoặc là tu thiền để lên các cõi phạm thiên. Thì chính vì những chuyện đó nó khiến cho cái hữu lậu nó sanh khởi. Cái chuyện tu, nhiều người họ nói thôi tu để cho mấy thầy mấy cô tu đi, chứ còn tôi làm phước mấy mốt mà sanh về trời là tôi mừng rồi. Hoặc là các thầy, các cô, các sư khi mà tụng kinh cầu siêu lúc nào cũng nói là cầu xin cho cái người này được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Đấy, hoặc là chúng ta làm phước lúc nào chúng ta cũng mong là để về cõi trời, về cõi này, về cõi kia, để kiếp sau để tôi được giàu, tôi bố thí để kiếp sau tôi được giàu, tôi dâng hoa để kiếp sau tôi được đẹp, rồi tôi làm cái này làm cái kia để kiếp sau tôi được cái này cái kia. Tất cả những cái đó nó đều khiến cho những cái ô nhiễm nó sanh khởi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Đức Phật rõ ràng là Ngài chê đó. Ngài chê cái chuyện làm phước để được hưởng thụ ở đời sau kiếp khác. Ngay cả chuyện tu thiền mà để tái sanh về cõi này cõi kia, Đức Phật Ngài cũng chê. Tuy nhiên Ngài có nói trong Tương Ưng, nếu sự nhớ không lầm, như thế này: mặc dù vậy, nhờ thế mà đó cũng là duyên để chúng sanh đến nghe pháp của Như Lai. Đó là khi Ngài Ananda đó, Ngài có cái ý là Ngài chê những người mà đến nghe pháp học đạo rồi đến làm phước chỉ vì mục đích sanh thiên. Thì Đức Phật nói là đúng là cái chuyện đó nó thấp, không có nên. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó cũng là cái duyên để mà chúng sanh chịu đến nghe pháp, chịu đến làm các việc phước thiện. Do đó các sư, các thầy, các cô khi mà giảng pháp thường rất là hào phóng khi hứa hẹn những cảnh giới tốt đẹp ở đời sau kiếp khác. Và thường nhờ như vậy đấy, Phật tử họ sẵn lòng họ làm phước. Cái đó đúng sự thật chứ không phải không. Đúng sự thật. Nhưng mà khi mà quý vị chịu khó ngồi ở đây học đạo thì chúng ta nên đi thêm một bước nữa, bước lên một bước nữa, vượt qua khỏi những cái suy nghĩ mà làm phước để đời sau tôi được giàu, làm phước để đời sau tôi được đẹp, để đời sau tôi được cái này, được cái kia. Tránh gì? Chúng ta phải bước lên thêm một bước nữa, tăng trưởng, tăng lên. Đừng bao giờ nghĩ là tôi làm phước mà tôi không muốn giàu thì chắc đời sau tôi cái phước nó đi theo con đường khác chứ nó không có giàu, xin tôi không cần.
Anh bố thí, anh không cần giàu, anh vẫn được giàu. Nó giống như đó, một cái anh học sinh giỏi, ảnh chỉ cần ảnh giữ vững, ảnh ráng làm sao anh giữ vững cái đứng đầu lớp thôi, thì cái chuyện ảnh lên lớp á, là cái chuyện đương nhiên. Ảnh không cần phải quan tâm là lỡ cái điểm dưới trung bình, hoặc là ở lại lớp thì sao. Cái chuyện đó là chuyện của mấy đứa học sinh dở nó lo, học sinh giỏi họ không có lo. Mà họ không lo, họ không muốn, họ không cần, họ vẫn lên lớp như thường. Cũng vậy đó, khi quý vị bước lên trên một bậc nữa, tu tập suy tư như thế nào đó, mà khi chúng ta làm tất cả các thiện pháp, bao gồm luôn cả chuyện học đạo, chuyện nghe pháp, chuyện thực hành giáo pháp, chúng ta không mong cầu chuyện tái sanh ở đời sau kiếp khác đi chăng nữa, thì nếu như chúng ta chưa giải thoát giác ngộ, đời sau kiếp khác vẫn còn tái sanh, thì chúng ta vẫn tái sanh ở những cảnh giới an vui. Trong, để sư nhớ coi, có đôi khi không có nhớ rõ nó nằm ở trong bài kinh nào, nhưng mà có, chắc chắn có trong kinh Tạng. Đức Phật có dạy như thế này, là có những người đó, chính bởi vì họ làm phước với cái suy nghĩ là để đời sau tôi được hưởng cái quả báo, khi họ suy nghĩ như vậy, cái quả báo nó chỉ chỗ cho họ thời gian rất là ngắn, có thể là một đời, hai đời là hết. Nhưng nếu như cũng cái chuyện họ làm phước, cũng cái chuyện họ tu tập, cũng các thiện pháp họ làm đó, mà họ hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ, họ không mong cầu ở cái đời sau kiếp khác, mặc dù họ hiểu rõ quả báo, hiểu rõ luân hồi quả báo, hiểu rõ nghiệp và quả của nghiệp, nhưng mà họ hướng đến mục đích cao thượng hơn, hướng đến mục đích giải thoát giác ngộ, hướng đến mục đích để chứng ngộ niết bàn, để thấy được sự thật, thì cái quả báo đó nó sẽ trổ trong vô số kiếp. Cho nên cái chuyện mà chúng ta suy tư như thế nào đó mà để cho các cái suy nghĩ mong cầu tái sanh thì nó rất là uổng. Thậm chí sư nói là khi quý vị hành thiền, ai đã từng hành thiền rồi thì quý vị sẽ có một cái sự cảm nhận, sự an lạc ở trong thiền. Nó an lạc. Và thậm chí nhiều người họ không muốn ăn uống, không muốn đi vệ sinh, không muốn làm cái gì hết, họ chỉ đơn giản là họ cứ tiếp tục họ hành thiền như vậy. Có vị đó, cái lạc của thiền ấy, họ vị ấy không muốn mất, mà một tháng trời, quý vị tin nổi, một tháng trời không tắm. Nhiều vị nó nói trời ơi sư ơi, sao sư hô dữ vậy sư. Nói, vị này cười cười, tại vì tắm nó uổng, thay vì cái thời gian đi tắm, thời gian có thể ngồi thiền nó sướng hơn. Tới cái mức độ đó. Nhưng mà quý vị biết là chính cái sự an lạc đó đó, mà mình cảm thấy thích thú, cảm thấy ham mê, thì nó cũng khiến cho các hữu lậu nó sanh khởi. Đấy. Và quý vị biết là ông A Tư Đà, cái người mà đến gặp vua Tịnh Phạn để mà xin gặp Bồ Tát ấy, để mà nói là Bồ Tát sau này chỉ có hai con đường thôi, một là thành vua chuyển luân thánh vương, hai là thành một vị chánh đẳng chánh giác. Mà với cái nhìn của A Tư Đà đấy, thì vị này chắc chắn là phải thành chánh đẳng chánh giác thôi. Nhưng mà sau đó vị A Tư Đà khóc. Bởi vì sao? Bởi vì biết là tuổi thọ mình sắp hết rồi, mà mình sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên, và sau khi lên đó thì sẽ không có được nghe giáo pháp, cõi vô sắc ấy. Khi lên đó rồi sẽ không được nghe giáo pháp nữa. Quý vị biết cái vấn đề của ông A Tư Đà ở chỗ nào? Bằng khả năng định tâm của một người chứng thiền vô sắc giới,
vị này hoàn toàn có thể nguyện tiếp tục tái sanh về cõi người để gặp chánh pháp. Nhưng mà là ông này không có làm. Biết cái chuyện mà bỏ lỡ cái giáo pháp thì uổng lắm, uổng ghê lắm, nhưng mà vẫn không có nguyện. Để quý vị thấy là cái hữu lậu đó, cái sự ham muốn ở các tầng thiền, ở các cảnh giới tái sanh nó kinh khủng như thế nào. Mặc dù biết là một vị chánh đẳng chánh giác sắp ra đời rồi đó, nhưng mà vẫn không cưỡng lại được. Quý vị nghe thấy lạ ha, nhưng mà sư nói như thế này quý vị sẽ thấy nó bình thường. Cái anh con trai thương một cô con gái, bà má đó bằng cái kinh nghiệm của một người già, của một người từng trải, bà biết cái thằng này nó lấy vợ nó về là vợ nó sẽ ngồi lên trên đầu của nó. Mà chắc chắn nó lấy về rồi là có bao nhiêu nó cung phụng con vợ nó hết. Và chắc chắn con của mình mà lấy nó là khổ nhiều hơn vui. Nhưng mà bây giờ kêu nó bỏ, nó không chịu bỏ. Biết khổ đó mà vẫn không bỏ. Biết lấy về là đội lên đầu á mà vẫn không chịu bỏ. Tại sao quý vị biết? Tại sao vậy? Tại sao biết là không có nên? Biết chuyện nó không có nên ấy, mà vẫn cứ làm. Hoặc là như nhiều người nói hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Xin thưa cái câu đó là cái câu vô dụng nhất trên đời. Bởi vì nếu có tác dụng thì không ai hút hết trơn ấy. In hẳn lên trên cái bao thuốc mà người ta vẫn cứ hút. Tại sao họ biết độc, biết hại, họ vẫn hút. Biết hút cái đó là ô nhiễm, là ung thư, họ vẫn hút. Biết hút cái đó chết sớm, họ vẫn hút. Thấy chưa? Nói như vậy để quý vị thấy là cái lý do ông A-tu-đà đấy, ổng không nỡ, ổng nguyện để ổng quay trở lại cái cõi người. Cái lý do nó cũng gần giống vậy. Cho nên đừng có thấy quyết định ông A-tu-đà là lạ, không có lạ đâu quý vị. Mà theo một cái chú giải của Bắc Truyền, để coi chú giải cái tạng luận của Bắc Truyền có một cái đoạn như thế này. Đó là ông A-tu-đà đấy, sau khi ổng hết tuổi thọ thì ổng sẽ có một kiếp độn ở cõi người hoặc cõi trời. Nhưng mà sau cái kiếp độn đó đó thì ổng sẽ tái sanh làm một cái con chồn trong một cái ngọn núi. Tên ngọn núi thì sư không có để ý. Tức là uổng, mất cái cơ hội gặp giáo pháp. Thấy chưa? Cho nên cẩn thận ngay cả ở các tầng thiền chứng. Cái hữu lậu nó kinh khủng lắm. Ngày nay đó, chúng ta ngồi thiền mà ngồi được 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ ngồi mà cơ thể nó mát lạnh, cơ thể nó nhẹ, nó lân lân là mình thấy chắc mình cũng gần thánh rồi đó. Nhắc cho quý vị nhớ một chuyện. Đề Bà Đạt Đa trước khi phản Phật á, thì Đức Phật có được thời kỳ chánh pháp của Đức Phật á, thời kỳ Đức Phật tại thế được chia ra làm 3 thời kỳ. Là 15 năm đầu, 15 năm giữa và 15 năm cuối. Tức là tiền giác thời, trung giác thời và hậu giác thời. Đề Bà Đạt Đa phản Phật theo như tài liệu mà sư nghiên cứu được. Ông phản Phật vào cái giai đoạn cuối, tức là 15 năm cuối. Tức là ông có ít nhất là 30 năm tu hành ngon lành. Và ông là cái người vừa xuất gia không lâu thì chứng đắc thiền định và thần thông. Ông có thể ngồi lên trên hư không, ông thuyết pháp. Ông có thể độn thổ đi xuống dưới mặt đất. Ông có thể đi lên trên mặt nước. Ông có thể đi lên trên hư không. Tay ông có thể chạm lên mặt trời. Ông có thể bước lên cõi phạm thiên, bước lên các cái tầng trời, đi không có ngăn ngại. Thần thông ông không có ngăn ngại. Ông có ít nhất 30 năm có thiền định thần thông giới luật ngon lành. Mà xin thưa, ngày nay mà chỉ cần một người mà được một chút xíu cỡ như vậy thôi, chúng ta quỳ chúng ta lại muốn chết rồi.
ông có hơn 30 năm như vậy. Nhưng mà rồi thì sao? Rồi thì sao? Vì cái sự suy tư không hợp lý mà ông nghĩ cái chuyện là chắc ta có thể thay thế được Đức Thế Tôn. Từ đó ông phản Phật. Nói để cho quý vị thấy, tu cái cỡ đó đó mà còn có vấn đề thì đừng nghĩ đến chuyện mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ nó mát lạnh mà mình thấy chắc chuẩn bị mua xi măng về xây tòa sen là vừa. Coi chừng. Đấy. Còn cái vô minh lậu là gì? Trong chú giải đó, đó là khi mà chúng ta suy tư về những cái pháp mà nó thuộc về bốn cái điên đảo kiến. Tức là gì? Cái vô thường, cái gì vô thường mà chúng ta coi là thường, cái gì khổ mà chúng ta lại coi nó là lạc, cái gì nó không phải là của ta, là ta là của ta, chúng ta lại coi nó là ta là của ta, cái gì nó bất tịnh bất mỹ mà chúng ta coi nó là sạch là đẹp, thì chúng ta vướng vào bốn cái điên đảo kiến đó thì gọi là vô minh lậu. Hoặc là nói một cách khác, tức là chúng ta tìm kiếm một cái sự bền vững ở thế gian. Chúng ta tìm kiếm một sự bền vững, bất kỳ cái gì chúng ta tìm kiếm một sự bền vững ở thế gian thì nó là vô minh. Chúng ta tìm kiếm một cái gì gọi là cái sự hạnh phúc ở một cái thế giới mà đầy rẫy những cái bất toàn bất trắc, mà chúng ta ráng chúng ta tìm, chúng ta hưởng thụ những cái hạnh phúc thì đó là vô minh. Chúng ta ráng chúng ta tìm cái gì đó, những cái sắc đẹp tạm bợ, giả tạm, ví dụ như một con thú cưng, một bông hoa, cho đến một thỏi son môi, thì đó là vô minh. Chúng ta lo chúng ta tìm kiếm một cái gì đó để gọi là tài sản của tôi, đây là tôi, đây là của tôi, thì đó là vô minh. Mà cái vấn đề này đã được nói đến ở trong bài kinh đầu tiên rồi, kinh Căn Bản Pháp Môn. Đấy. Do đó, chính vì chúng ta suy tư không hợp lý về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, cho nên chúng ta mới có những suy nghĩ như là ta có cái tự ngã hay là ta không có tự ngã. Tức là có cái linh hồn hay là không có linh hồn đấy. Rồi bắt đầu chúng ta tưởng tượng đủ mọi thứ hết trơn hết trọi. Đủ tưởng tượng đủ mọi thứ. Chính vì chúng ta tưởng tượng như vậy, chúng ta nghĩ là có một cái ta, có một cái linh hồn đi từ đời này qua kiếp khác. Có một cái ta, có một cái linh hồn làm thiện, làm ác. Rồi chính nó sẽ là cái hưởng các quả thiện, chịu các quả ác. Chính nó sẽ đi luân hồi. Hoặc là chúng ta suy nghĩ những cái chuyện viễn vông. Ví dụ như Hồi xưa thì ta là ai? Rồi ta tồn tại hay ta không tồn tại? Từ đó đó, chúng ta dẫn đến ba cái thái độ cực đoan. Ba thái độ cực đoan. Thứ nhất, thái độ thứ nhất, tức là chết rồi là hết. Ở đây là không có thiên đường địa ngục, không có cái gì hết, không có nghiệp và quả của nghiệp, cứ chết rồi là hết. Cái suy nghĩ thứ hai, tức là trời kêu ai nấy dạ, tức là chấp nhận số phận. Một cái đấng tạo hóa gì đó an bài đã cho chúng ta một cái định phận, một cái số phận nào đó rồi, thì có làm sao thì cũng không có thay đổi được đâu. Trời kêu mình chết thì mình không có sống được. Đấy. Trời cho mình giàu thì mình không có nghèo được. Mà ông trời ông bắt mình nghèo rồi thì mình làm sao mình giàu nổi.
Đó là một thái độ chấp nhận số phận. Cái cực đoan thứ ba là cái cực đoan đổ thừa cho nghiệp. Nghe nó có vẻ cũng Phật giáo, nhưng xin thưa nó là tà kiến. Có một lần ở trong trường bộ kinh, một vị tỳ kheo nói với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, còn nói với những người cư sĩ như thế này: phàm chúng ta làm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tất cả những chuyện lớn nhỏ đều do nghiệp. Tức là cái chuyện mà chúng ta uống được cái ly nước này nó cũng do nghiệp, mà cái chuyện chúng ta không uống được ly nước này nó cũng do nghiệp. Cái chuyện chúng ta giàu là do nghiệp, mà nghèo cũng do nghiệp. Khỏe là do nghiệp, mà bệnh cũng do nghiệp. Quý vị nghe nó có hợp lý không? Đức Thế Tôn nói như thế này: đừng phỉ báng Như Lai. Ngài nói một câu như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta đổ thừa cho nghiệp á, thì nó sẽ dẫn đến một cái thái độ, đó là do nghiệp mà chúng ta giàu thì đâu có việc gì phải lo. Hoặc là do chúng ta đã nghiệp mà chúng ta chết sớm thì chúng ta có làm sao mình cũng chết sớm à, thì tu làm chi, hoặc là làm đâu có cần phải làm gì. Đức Phật nói như thế này ở trong trường bộ kinh: nếu như anh nói cái gì cũng do nghiệp ấy, thì có phải là do nghiệp mà một người trở thành kẻ sát sanh, do nghiệp mà một người trở thành kẻ trộm cắp, do nghiệp mà một người trở thành kẻ tà dâm, do nghiệp mà một người trở thành kẻ nói dối, do nghiệp mà một người trở thành kẻ uống rượu? Không thể lý luận như vậy. Ví dụ như chúng ta cầm một ly rượu lên, chúng ta uống, mình nói nghiệp tôi nó vậy đó, là sai. Bởi vì sao? Quyết định là do mình. Mình quyết định uống hay không chứ. Thậm chí sư nói là người ta có kề dao lên cổ thì cái quyết định cũng là do mình. Người ta có ép mình đi nữa, quyết định cũng do mình. Quyết định cái gì do mình? Thuận theo người ta hay là nghịch với người ta để mà chết, nó cũng là quyết định do mình. Nhắc nhớ có chuyện cười. Có một anh ấy, anh đi đêm, anh gặp anh cướp, ăn cướp nó chỉ dao vô cổ ảnh. Anh nói bây giờ đưa tiền hay là chết. Anh đưa tiền, anh móc bóp là anh đưa tiền. Sau đó anh kêu chờ chút. Anh lột dài ra, anh moi dưới cái đế dài đó một cọc tiền, anh đưa cho anh luôn anh kia. Anh lột luôn cái dài tiếp theo, anh lấy một cái thẻ ngân hàng, anh nhét luôn cho anh ăn cướp. Thì sau này anh kể cho anh bạn ấy. Anh bạn anh hỏi sao mày ngu vậy? Ăn cướp nó lấy cái bóp tiền mày đưa, nó cái bóp tiền thôi đủ rồi, mắc mớ gì mà mày đưa luôn mấy cái tiền mày giấu trong dài mày làm chi? Anh vừa khóc anh vừa nói tao thương nó lắm, tại vì nó cho tao chọn lựa, còn về nhà bà vợ bà không có cho chọn lựa. Đấy, nói hơi xa, tức là tất cả những cái gì chúng ta làm đều là do chúng ta quyết định. Chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp. Ví dụ như chúng ta đi ăn trộm, ăn cắp, chúng ta nói không thể nào đổ thừa là cái nghiệp tôi nó vậy đó, thì không được. Đức Thế Tôn Ngài không đồng ý. Nó như thế này: chúng sanh ở cõi người nó không giống như chúng sanh ở cõi địa ngục hoặc ở cõi trời. Chúng sanh ở cõi địa ngục hoặc ở cõi trời đó, họ sống hoàn toàn do quả của nghiệp. Nhưng mà chúng sanh ở cõi người đó, họ chịu nhiều nguyên nhân chi phối. Thứ nhất là do nghiệp quá khứ đã đành rồi. Thứ hai là do nỗ lực hiện tại. Do nỗ lực hiện tại ha. Cái thứ ba là do tác động của ngoại lực.
Cho nên không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Ví dụ như do cái đời quá khứ anh làm phước, anh có bố thí, đời nay anh được một cục tiền, nhưng anh không có nỗ lực làm ăn, anh không có nỗ lực để anh tạo thêm phước thiện, thì miệng ăn núi lở, rồi sẽ đến một lúc nào đó tài sản nó hết, anh không thể nào đổ thừa do nghiệp được, do anh ham chơi. Phước anh có nhiều đó thôi, anh hưởng hết thì thôi, anh không thể đổ thừa cho nghiệp. Ngoài ra còn có cái sự tác động từ người khác. Ví dụ như một người nào đó thương mình, họ giúp mình, hoặc ghét mình, họ phá mình, thì đó cũng là tác động của ngoại lực. Do đó đấy, đừng bao giờ đổ thừa tại số tôi nghèo thôi, tôi chắc đi ăn xin thôi, chứ còn cố thì cũng vậy thôi. Đừng bao giờ đổ thừa như vậy. Hoặc là nói nhỏ nhau nghe, mấy cô nào mà xinh có thể gặp riêng mấy thầy thì né, chứ đừng nói thôi cái nghiệp tôi nó vậy đó, rồi là mình dính, là mình đi về đời hồi nào không hay. Mà cái vụ đổ thừa cho nghiệp này, cái người học Phật họ dính nhiều lắm quý vị. Đấy, do đó đó là ba cực đoan ha, ba cực đoan. Từ đó đấy, ở trong kinh ngày Minh Châu ngày dịch là từ đó chúng sanh có tà kiến, rồi kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến phược. Thì sư nói ngắn gọn như thế này. Thứ nhất á, đích thí nó là kiến, tức là cái nhìn. Đích thí nó là kiến. Ở đây á, cái đích thí gá tá đó, tức là tà kiến. Tà kiến ở trong chú giải nói là 62 tà kiến. À, quý vị mở cái chú giải ra, ai có đọc được Pali đấy thì quý vị đọc, quý vị thấy ở đây đấy, tà kiến ở đây là nói đến 62 thứ tà kiến. Mà 62 thứ tà kiến này, nếu như chúng ta có cơ hội thì quý vị đọc cái bài kinh Phạm Võng của Trường Bộ, mà báo trước nha, cái độ khó, cái độ nhức đầu, cái độ buồn ngủ của nó cũng tương đương với cái bài kinh đầu tiên. Rồi cái kiến trù lâm. Kiến trù lâm là gì? Cái Gahana tức là khu rừng. Cái Pali đó nó như thế này nè quý vị. Khi mà hai từ mà nó đứng kế nhau á thì nó có nhiều cách để nó mô tả. Một trong số cách đó tức là cái này tức là cái kia, hoặc là cái này nó giống như cái kia. Giống như Hán chúng ta có cái gọi là thí dụ như là con cọp mèo đi, ví dụ khi nói con cọp mèo thì nó giống là con cọp, nó giống con mèo, hoặc là cái con mèo nó tên là con cọp, hoặc là cái con mèo đó nó giống con cọp, hoặc là cái con cọp đó tên là con mèo, nó tên là mèo đấy. Thì ở trong Pali nó cũng gần như vậy. Có nghĩa là cái tà kiến ở trong cái câu này, có nghĩa là cái tà kiến nó giống như khu rừng. Cái nghĩa của từ này đó, đích thí gahana tức là tà kiến giống như khu rừng. Bởi vì sao? Bởi vì nó, thứ nhất là nó không dễ vượt qua, nó khiến cho chúng ta đi lạc ở trong đó. Tà kiến nó khiến chúng ta đi lạc, không dễ mà vượt qua khỏi cái tà kiến này. Sư đang nói theo chú giải đó nha, nếu mà ghi được thì ghi kịp thì ghi. Cái thứ hai đó là nó dễ khiến cho chúng ta bị lạc ở trong đó. Nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là nó khó đi ra, nó khó vượt qua. Thứ hai là nó dễ bị lạc, nó khiến chúng ta dễ bị lạc. Cho nên mới nói là tà kiến nó giống như khu rừng. Rồi cái đích thí Kantara dịch là kiến hoang vu. Cái Kantara đó có nghĩa là cái chốn hoang dã, hoang mạc, hoặc là cái vùng đất hoang, vùng đất mà bị bỏ đi. Tức là cái tà kiến này đó
nó giống như là cái chốn hoang vu. Bản chất của tà kiến á, nó giống như một chốn hoang vu, hoặc nó giống như một chốn hoang dã. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó cũng mang ý nghĩa là nó khó vượt qua. Giống như một cái sa mạc á, khó vượt qua, hoặc là một khu rừng đầy nguy hiểm khó vượt qua. Cái thứ hai đó là nó đầy những cái khó chịu, những cái bất hạnh. Ai đi qua sa mạc biết rồi, đói, khát, nóng, tối thì lại lạnh. Đấy, tức là đầy những cái đau khổ. Tà kiến cũng vậy, nó chứa đầy những đau khổ. Rồi ở đây là nơi có nhiều sự sợ hãi. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói: phàm có sự sợ hãi nào thì sợ hãi ấy xuất hiện cho người ngu, không xuất hiện cho người trí. Phàm có những nguy hiểm nào thì nguy hiểm đó xuất hiện ở kẻ ngu, không xuất hiện ở người trí. Đấy, do đó cái người ngu á, là cái người có tà kiến. Mà chính vì chúng ta có tà kiến cho nên chúng ta có sự sợ hãi, có sự nguy hiểm. Tại sao vậy? Khi có tà kiến, chúng ta sợ những cái đau đau. Ví dụ như thứ sáu ngày 13, nhiều người họ sợ, họ không dám khai trương. Hoặc là mình có mở mồ, mở mã gì đó mà không coi ngày, coi tháng, mình không có dám tự ý làm. Hoặc là mình có cúng kiến cái gì đó, có tổ chức ma chay cưới hỏi mà không có hỏi ngày, hỏi tháng, là mình không có yên. Lo. Thì chính bởi vì như vậy, cái người có tà kiến họ mới có sợ hãi. Còn người có chánh kiến họ không có sợ hãi. Do đó, cái tà kiến nó giống như một chốn hoang vu, là như vậy. Và chính bởi vì chúng ta có sợ hãi cho nên chúng ta mới có khổ. Đó là nơi chúng ta chịu nhiều những đau khổ. Lỡ ha, đám cưới coi thầy mà thầy kêu là cái đám này tuổi nó xung khắc, hai đứa nó khắc nhau, khắc luôn cả cha mẹ. Muốn giải cái này là phải rước dâu lúc 2 giờ sáng. Dám nhiều người cũng 2 giờ sáng rước dâu lắm à. Đấy, cái vấn đề là như vậy. Mình khổ là bởi vì mình có tà kiến. Mà ngộ cái thế gian này nói họ tà kiến họ giận á. Rồi đấy, như trong chú giải nói, nó nguy hiểm và đáng sợ đó. Giống như là nó đầy những kẻ cướp và thu giữ. Ngoài ra đó, nó không có đồ ăn thức uống, mà vừa đi lạc, vừa đói vừa khát, mà gặp cướp rồi gặp thu giữ thì nó nguy hiểm như thế nào. Thì người có tà kiến nguy hiểm như thế đó. Nguy hiểm đối với chính họ và nguy hiểm đối với những người ở gần họ. Đấy. Thôi bây giờ chắc dừng ở đây đi, tại vì có nói tiếp thì nó không có đủ, mà thiếu ý thì nó cũng kỳ. Chúng ta dừng ở đây ha. Quý vị nếu mà có cái câu hỏi gì đó thì có thể gửi vào trong cái đường liên kết câu hỏi của lớp Trung Bộ Kinh, thì sư sẽ tranh thủ sư giải, sư giảng ha. Rồi. Mời quý Phật tử và chư tăng như các sư cô chắp tay chúng ta hồi hướng. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Sanh Khai nhé.